Chào mọi người, mình mới lục được một cái Lenovo ThinkPad X270 nha mọi người. Con này thì cái ngoại hình của nó không có bị bể vỡ hay gì hết, nhưng mà ngoại hình của nó thì cái lớp nhung này nè, ngày trước giống như là ở bên Nhật người ta xài, người ta dán sticker lên á thì lột ra nó có cái dấu ha. Thì giá thì nó cũng rẻ thôi. Mình về thì gọi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn á mọi người. Tại vì á là để zin nguyên bản nhà mình, không có sơn phết, không có gì hết. Và mình để giá rất là ok, có ngõ TPC nè để mà kết nối ngõ HDMI, USB rồi đó. Đây là jack sạc. Màn hình 12.5 inch. Mình mở ra cho mọi người xem phím luôn ha. Mở ra cho mọi người. 12.5 inch nhưng mà là full HD nha mọi người. Đây. Phím này là phím bấm định mệnh nha mọi người. Dòng ThinkPad là phím đa số là phím đóng bóng như định mệnh nó phải bóng, tại vì bên Nhật người ta sử dụng nhiều. Đây mọi người ha, không bể vỡ không gì hết nè. Đó, xài còn rất là ok. Phím có một cái chữ A nó hơi mờ nè, còn lại mấy chữ kia là đều rõ hết nha mọi người. Nó đều bóng là do sao? Do cái tì tay ở bên Nhật á, người ta sử dụng á, cái người ta sử dụng nhiều á. Bên đó thì người ta hay chuộng những cái dòng này lắm, người ta sử dụng nhiều. Mình là có quay rõ về phím và ngoại hình cho mọi người xem, vì mỏi tay quá mình đem lại đây để mình view luôn cái ngoại cái cấu hình. Cái X270 này được cái là nó màn hình full HD nha mọi người. Cái dòng này màn hình full HD. Máy mượt lắm, dòng này thì siêu mượt rồi, pin thì là 2 pin nè. Pin thì bao cho mọi người trên 2 giờ ha. Pin trên 2 giờ. Rồi. Đây. Màn hình rất là đẹp nha mọi người, không cứng bầm, không trầy, không đốm, không gì hết. Màn hình full HD mà cái dòng này là nó rất là nhanh. Phải nói là vậy luôn, dòng rất là mượt và nhanh. Dân kỹ thuật là người ta thích cái dòng này lắm, tại vì dân công trình rồi đó, người ta đi làm á, em thấy á, lúc trước em bán toàn là dân công trình không à, người ta đi làm đây 1920x1080 nè. Đi làm thích những cái dòng này, thứ nhất là nồi đồng cối đá nó bền. À, rồi thứ nhì nữa là nó gọn, vừa đó gấp á, bỏ vô cái cốp xe á, nó vừa luôn. Người ta rất là thích. Đi tới đi lui nhiều khi quăng công trình rồi này kia cũng không sợ hư hỏng, mua cái máy đắt tiền đi làm á mọi người, mà nó lại bền nữa. Đây ha, cấu hình của nó là Core i5 6300U Lenovo nè, ThinkPad X270 nè mọi người. Đó, 6300U nè, nó có cái model nè mọi người ha, mình có thể check model i5 6300U, RAM 8 GB và chạy SSD là 256 GB nha mọi người. Lúc trước mình có bảng 128 GB. À, cái này là về là 256 GB thì mình giữ để nguyên 256 GB luôn. Mình báo giá cho mọi người. Máy thì hoạt động hoàn hảo ha. Đó, chỉ có là phím bóng với lại cái vỏ nó hơi không có được mướt, không có được đẹp, là do cái vỏ nó hơi xấu. Rồi mình báo giá cho mọi người 4 triệu rưỡi máy kèm sạc, sạc zin của Lenovo nha mọi người. Màn hình Full HD dành cho ai mà thích mà đi công trình là quá ok luôn á mọi người. Thật sự quá ok luôn. Có đầy đủ hết ngõ kết nối HDMI, USB, thẻ nhớ rồi TPC nữa ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ai chốt thì inbox mình cọc 1 triệu, mình sẽ ship code cho mọi người và mình bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy mà có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.